Xin chào anh em, lại có đồ chơi người lớn cho các bác đây. Các bác lại có một thớt Pioneer kích cỡ là 42cm. Anh em có thể đặt vào bất kể cái thớt âm ly nào của các bác, có kích cỡ bề ngang là 42. Và đa phần âm ly Pioneer đều là 42cm. Và cái thớt này nó màu bạc nên là các bác nếu có âm ly màu bạc của Pioneer thì đặt vào rất hợp. Nếu đúng ra thì bộ này nó là thớt radio của bộ Pioneer i7, i9. Đây, ghi i7 đây anh em ạ. Những cái này thì nghe radio chơi bời thôi, còn mang tính chất đặt vào cho nó đủ bộ là chính. Và giá của em nó là 700k anh em nhé. Tín hiệu sóng cực kỳ nét đấy, tôi đang nghe tín hiệu là 90MHz. Cái này thì chẳng có cái gì mà gọi là không bãi zin cả, bởi vì nó có cái gì đâu mà nó hỏng được các bác. 700.000 anh em nhá. Bề ngang là 42, bề sâu là chắc tầm 20, dày tầm 6-7cm. Tôi đang cho đoạn dây điện vào để bắt sóng. Đường xuất xuống ly. Số seri cũng đẹp đấy, 68. Điện 100V. Hiện đã có hơn 360 học trò theo học, trong đó thành viên trẻ nhất mới chỉ 6 tuổi. Bà Nguyễn Hồng Vân có... Các bác mà ở nơi ở mà có sóng tần số 89 và 90 thì sẽ bắt được đài. Còn nhiều nơi thì sóng nó kém thì có thể là không bắt được, nhưng mà mua về những cái này thì là mục đích là trưng bày. Nó gọi là đồ chơi. Thì tôi cứ gọi nó là đồ chơi người lớn đi cho nó độc. Trẻ tuổi nhất tỉnh Cao Bằng trong thời điểm này. Đây có hai kênh đài là 89 và 90. Nếu mà có nhiều đài nữa thì các bác có thể bấm nút next này, này dò tự động. Đây up down. Đó. Và bấm vào cái nút FM muting anh em nhá, bấm vào. Thì cơ bản ở Hà Nội thì tôi thấy đài 89 và 90 vì sóng đài nó chỉ phát tần số đó. Vì đây là cái này là đầu nội địa nên nó chỉ tần số 90. Còn các bác có thể nghe loại 108 thì nó đắt. Cái 108 thì nó hiếm. Nó chỉ cả âm ly thì nó có 108, còn thớt riêng thì hiếm lắm. Nên là những cái này thì tôi nói luôn nó là đồ chơi chứ không phải là các bác về để nghe đài. Xin cảm ơn. Mặc dù nó vẫn nghe đài được. 700k.